chiến trường tiếp tục sụp sôi. Hôm qua, Nga tiến hành 41 cuộc công kích, 57 cuộc tấn công, phá nát miền đông Ukraine. Cùng lúc đó, UAV Nga đánh như vũ bão khiến lính Ukraine bỏ chạy, lá chắn phòng không Đức hỏng nặng. Sau thảm họa vỡ đập kinh hoàng, ông Zelensky sốc vì Liên Hợp Quốc lạnh nhạt, thờ ơ. Quan chức Nga cáo buộc Hoa Kỳ trả tiền cho chiến dịch truyền thông sai lệch nhằm đổ tội Nga liên quan đến vụ vỡ đập Kakovka và chiến lược rõ ràng, ông Medvedev kêu gọi Nga tiến hành phản công ngược ở Ukraine. Trong bối cảnh này, Nga lên kế hoạch thay thế chế độ Đức Quốc xã ở Ukraine, cáo buộc Mỹ, Anh đứng đằng sau Kiev. Đối phó với mối đe dọa lớn nhất, NATO đã tăng gấp đôi lực lượng quân sự sát vách Nga kể từ, từ năm 2021 đến nay, Xin kính chào quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự quốc tế của TBS nâng tầm kiến thức. Thưa quý vị, Ukraine ngày hôm qua báo cáo Nga đang tiếp tục tập trung các nỗ lực chính của họ để đánh chiếm hoàn toàn các tỉnh Lugansk và Donetsk ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng vệ Ukraine và quân đội Nga đã đụng độ quyết liệt hơn 30 trận tại khu vực này. Theo Pravda, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố trên Facebook rằng trong 24 giờ qua, Nga đã phát động 35 cuộc tấn công sử dụng tên lửa hành trình phóng từ trên không KH-101, KH-555 vào các mục tiêu ở Ukraine. Tất cả các tên lửa đã bị lực lượng phòng không của lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy. Ukraine cũng cáo buộc Nga thực hiện 41 các cuộc không kích và 57 cuộc tấn công bằng các hệ thống tên lửa đa nòng. Thật không may, đã có người chết và bị thương trong dân thường, một số tòa trung cư dân cư, nhà riêng và cơ sở hạ tầng dân sự khác đã bị hư hại. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích trên khắp Ukraine vẫn còn cao. Nga đang tiếp tục tập trung các nỗ lực chính của họ vào việc chiếm đóng hoàn toàn các tỉnh Lugansk và Donetsk. Hơn 30 cuộc đụng độ đã diễn ra trong ngày hôm qua. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine thông tin. Trong khi đó, cập nhật về tình hình mặt trận Pekmut Ukraine cáo buộc quân Nga tiến hành các cuộc tấn công vào Klitschivka nhưng không thành công. Họ đã tiến hành một cuộc không kích ở khu vực Bilahora ở Donetsk. Các vùng lân cận ở tỉnh Donetsk cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc pháo kích của Nga. Trong khi đó, trên mặt trận Zaporizhia và Kherson, Nga được cho là đang tiếp tục tiến hành các hành động phòng thủ. Một video trên mạng xã hội lan truyền mới đây cho thấy, UAV Lancet của Nga tập kích radar của hệ thống phòng không Aristi được Đức viện trợ cho Ukraine. Sau đó tập kích, lính Ukraine không chịu được hỏa lực như vũ bão đã bỏ của chạy lấy người, còn đài radar của vũ khí Đức được ghi nhận đã hỏng nặng. Tài khoản Vernature trên Telegram chuyên đăng tư liệu về lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine chia sẻ video từ máy bay không người lái UAV cho thấy quá trình hệ thống phòng không Aristi của Ukraine bị phát hiện và tập kích. Thời gian diễn ra sự việc không được công bố, nhưng dường như tổ hợp truyền khai ở tiền tuyến tại tỉnh Kherson. Trong video, một xe chở đạn kiêm bệ phóng cùng radar chức năng TAML-40 của tổ hợp iris và nhiều xe tải hậu cần bị UAV chính sát Nga phát hiện trong vị trí ẩn nấp. Đài radar có màu trắng nổi bật giữa các tán cây, nhiều khả năng là họa tiết ngụy trang kiểu sa mạc và không được sơn lại trước khi Đức chuyển cho Ukraine. UAV tự sát Lancet khóa mục tiêu lao vào radar trong lúc một người đang phủ lưới ngụy trang trên nóc xe. Hình ảnh sau đó cho thấy khói bốc lên và đài radar có dấu hiệu hỏng nặng nhiều binh sĩ ukraine cũng bỏ chạy khỏi khu vực một số đám khói cũng xuất hiện quanh đài radar sau đó không rõ có phải do lực lượng nga pháo kích hay không chưa rõ mức độ thiệt hại của đài radar nhưng vụ nổ nhiều khả năng đã phá hỏng các thiết bị điện tử đắt tiền và mỏng manh khiến nó không thể hoạt động điều này cũng vô hiệu hóa hoàn toàn tổ hợp aristi do mỗi hệ thống chỉ được trang bị một radar taml ford để phát hiện và bám bắt mục tiêu bộ quốc phòng nga và quân đội ukraine chưa bình luận về thông tin này sau vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka ở tỉnh Kherson, ông Zelensky bày tỏ thất vọng khi các tổ chức quốc tế chưa hỗ trợ Ukraine. Theo người đứng đầu chính quyền Kiev, những lực lượng quốc tế này đáng lẽ nên có mặt tại hiện trường để cứu sống dân thường. <laughs> họ không có mặt ở đó tôi bị sốc vì đây là những lực lượng đáng lẽ phải có mặt tại hiện trường để cứu mạng sống dân thường tổng thống ukraine volodymyr zelensky nói trong cuộc phỏng vấn hôm mùng 7 tháng 6 đề cập đến vai trò của liên hợp quốc và ủy ban chữ thập đỏ quốc tế trong vụ vỡ đập cákhokka ở tỉnh kherson ông zelensky nói rằng nhiều dân thường và vật nuôi đã thiệt mạng do thảm họa này cáo buộc quân đội nga pháo kích và gây khó khăn cho nỗ lực sơ tán cư dân khỏi khu vực ngập lụt Tổng thống Ukraine cho biết, ông từng chia sẻ tin tình báo với các đối tác quốc tế về nguy cơ tấn công đập thủy điện Kakhovka. Tất cả khi đó đều đồng tình rằng con đập có khả năng bị phá hủy, ông nói. Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế chưa lên tiếng về phát biểu của ông Zelensky. Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ Anatoly Atonov nói với các nhà báo hôm thứ Năm rằng, các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ đã phát động một chiến dịch có mục tiêu liên quan đến việc phá hủy nhà máy thủy điện Kakhovka, nhằm chuyển trách nhiệm của Ukraine sang Nga và để minh oan cho chiến độ Kiev. Ông Antonov nói, có một chiến dịch thông tin sai lệch có chủ đích đang diễn ra trên các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ xung quanh nhà máy thủy điện Kharkovka. Đồng thời, có nhiều lời ám chỉ về việc Nga bị cáo buộc đã cho nổ tung cơ sở hạ tầng quan trọng nhất. Đại sứ tiếp tục, các quan chức chính quyền đã đóng khung luận điệu của họ như thể Liên bang Nga trong mọi trường hợp phải chịu trách nhiệm cho tất cả các sự cố xảy ra trong cuộc xung đột Ukraine. Cách tiếp cận như vậy không phải chịu bất kỳ sự giám sát nào. Đây là một nỗ lực tuyệt vọng khác nhằm minh oan cho chế độ Kiev vốn đã cố tình pháo kích nhà ga trong nhiều tháng, ông Antonov nhấn mạnh. Theo ông, chúng ta đang chứng kiến một hành vi vi phạm nghiêm trọng khác đối với luật nhân đạo quốc tế của Ukraine. Một cuộc tấn công khủng bố đã dẫn đến thảm họa sinh thái, lũ lụt quy mô lớn đối với các khu định cư và đất nông nghiệp, gây nguy hiểm cho hoạt động của kênh đào Bắc Krim. Đại sứ lưu ý, những người bảo trợ Washington không bao giờ chỉ trích Kiev, mọi hành động của chế độ đều được tán thành. Đây là một ví dụ trong sách giáo khoa về quan điểm sai lầm, thiếu sót gây ra những biến động nghiêm trọng trên thế giới. Tuy nhiên, điều này rõ ràng là không đủ đối với Hoa Kỳ và các hành động khủng bố của Ukraine sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn nữa. Trước nhiều âm mưu dơ bẩn và chiến lược truyền thông bài Nga của phương Tây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Medvedev đã vạch ra những chiến lược tiếp theo Moscow nên thực hiện. Theo ông, Điện Kremlin cần nhanh chóng chặn đứng chiến dịch phản công của Kiev và bắt đầu chuyển sang tiến công. Đối phương từ lâu hứa hẹn về chiến dịch phản công quy mô lớn. Có vẻ thứ gì đó đã bắt đầu. Điều này không bất ngờ vì sau khi nhận viện trợ và vũ khí từ phương Tây, Kiev không có lựa chọn nào khác ngoài hành động đến cùng và đẩy hàng nghìn binh sĩ vào chỗ chết. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay, Ông Medvedev nhấn mạnh, quân đội Nga không được phép coi thường đối thủ, cần tập trung hết mức và phản ứng phù hợp, nhưng cũng phải nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Quân đội Nga có ưu thế đáng kể về không quân, thiết giáp và vũ khí dẫn đường. Chúng ta cần chặn đứng đối phương và mở chiến dịch phản công ngược, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nêu ý kiến. Nga trong nhiều tháng qua đã chuyển sang thế thủ, củng cố phòng tuyến, sẵn sàng ứng phó chiến dịch phản công quy mô lớn của Ukraine. Về phía mình, Kiev tuyên bố sẽ bắt đầu phản công trong thời gian tới, nhưng không ấn định thời gian cụ thể. Trong khi đó, lãnh đạo Hội đồng An ninh Nga Patrushev vừa khẳng định Nga muốn thay thế chế độ chính trị ở Ukraine. Theo ông Patrushev, Mỹ và Anh đang đứng đằng sau chính quyền Kiev và sử dụng nước này làm công cụ phát động cuộc chiến ủy nhiệm với Moscow. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev vừa tuyên bố không có chiến tranh giữa Nga và Ukraine, mà chỉ có việc Mỹ sử dụng Ukraine làm công cụ để phát động cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Moscow. Trong cuộc gặp người đồng cấp Belarus Alexander Von Favik vào ngày 7 tháng 6, ông Petrushev khẳng định, cần phải thay thế chế độ chính trị hiện nay tại Kiev mà theo ông là do Mỹ và Anh thiết lập nên. Thư ký Hội đồng An ninh Nga bày tỏ ý kiến rằng cần phải trung lập hóa nhà nước Ukraine. Quan chức an ninh Nga tuyên bố, Mỹ chỉ đang tìm cách tối đa hóa lợi ích cho nền kinh tế Mỹ bằng cách làm suy yếu liên minh châu Âu EU, thực thể đã trở thành một trong các trung tâm của thế giới đa cực. Ông Bajushev cũng nhận xét, Mỹ không muốn Nga mạnh lên, Mỹ muốn hoặc là làm Nga tan rã, hoặc là loại bỏ Nga nhằm ngự trị hoàn toàn lãnh thổ Á Âu và khai thác tài nguyên của vùng. Theo ông Bajushev, phương Tây cũng có toan tính tương tự với Belarus, đặc biệt là sau khi tiến hành không thành công một cuộc cách mạng màu ở Belarus vào năm 2020. Những lời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken về thất bại của Tổng thống Vladimir Putin ở Ukraine cho thấy, Nhà Trắng sẵn sàng tiếp tục hy sinh mạng sống của người dân Ukraine. Đại tá Dallas McGregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, lên tiếng chỉ trích trên kênh YouTube Just Government Freedom. <laughs> ông McGregor đã bình luận như vậy về bài phát biểu gần đây của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Helsinki. Quả chức Mỹ cho biết, ông tin chắc về sự thất bại của Nga, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ chế độ Kiev ở mọi mức độ cần thiết. Đại tá McGregor đã nhìn thấy trong những lời lẽ đó mong muốn của Mỹ định kéo dài cuộc xung đột bất chấp những tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine. Ông McGregor nhận xét, phải thừa nhận rằng điều đó là vô nhân đạo đối với người Ukraine. Đối với tôi, điều đó hoàn toàn không thể hiểu được ngay từ ngày đầu tiên nổ ra xung đột. Họ không quan tâm đến những gì đang xảy ra trong nước. Điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta bảo vệ với tư cách là người Mỹ. Họ phải thấy xấu hổ về hành vi của mình. Ông cũng tỏ ra chắc chắn Tổng thống Putin đã giành được chiến thắng trước phương Tây. Ví dụ, người sĩ quan lưu ý đến tình trạng suy thoái kinh tế đang gia tăng ở các nước châu Âu, đặc biệt là ở Đức. Nhà phân tích tổng kết, bản thân người châu Âu không còn tin rằng Nga dường như muốn tấn công EU nên ngày càng có nhiều người ủng hộ việc giải quyết khủng hoảng. Khi giao tranh tại Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã lên kế hoạch sẽ bắt đầu cuộc tập trận triển khai các lực lượng không quân tại châu Âu được đánh giá là có quy mô lớn nhất trong lịch sử của tổ chức này vào tuần tới. Theo các quan chức Đức và Mỹ, cuộc tập trận Air Defender 23, phòng 023 sẽ diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 12 tháng 6 tới, với sự tham gia của 220 máy bay quân sự từ 25 nước thành viên và các nước đối tác. Tập trận do lực lượng Đức dẫn đầu. Trình bày về các kế hoạch tập trận, đại sứ Mỹ tại Đức Amy Goldman cho biết, cuộc tập trận có bản chất đơn thuần là phòng vệ, phản ánh tinh thần đồng minh và sức mạnh của khối này Cuộc tập trận sẽ bao gồm các nội dung tập huấn tác chiến và chiến thuật diễn ra chủ yếu tại các căn cứ không quân ở Đức và các nước Cộng hòa Séc, Estonia, Latvia. Trung tướng Michael Locke, chỉ huy lực lượng vệ binh quốc gia không quân Mỹ, ANZ cho biết, trọng tâm của cuộc tập trận là củng cố sự hiện diện lâu dài của Mỹ ở châu Âu cũng như cung cấp huấn luyện quy mô lớn hơn so với những cuộc tập trận từng diễn ra ở châu lục này. Phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Berlin dẫn lời Trung tướng Michael Locke cho biết, tập trận chỉ gây gián đoạn tối thiểu đối với giao thông hàng không dân dụng. Trong khi đó, tư lệnh không quân Đức Ingor Gerhardt cho biết, phần lớn trong số khoảng 2.000 chuyến bay trong khuôn khổ cuộc tập trận sẽ được thực hiện trên biển Bắc và biển Baltic nên sẽ không gây tiếng ồn lớn cho dân cư. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã nỗ lực giảm thiểu gián đoạn giao thông hàng không dân dụng. Theo kế hoạch, khoảng 10.000 binh sĩ tham gia tập trận với các nội dung huấn luyện như nhanh chóng điều chuyển lực lượng không quân tăng cường tới Đức trong trường hợp xảy ra xung đột. Do vị trí nằm ở trung tâm châu Âu, Đức sẽ là trung tâm hậu cần lớn và là khu vực tổ chức chính cho cuộc tập trận của NATO. Mỹ sẽ đưa khoảng 100 máy bay, phần lớn của ANZ và cử 2.000 binh sĩ tới châu Âu tham gia cuộc tập trận. Kể từ năm 2021, NATO đã tăng gấp đôi số lượng binh sĩ đồn trú ở Đông Âu, bất chấp việc Nga nhiều lần chỉ trích sự hiện diện của liên minh này. Theo NATO, việc triển khai số lượng lớn binh sĩ tới biên giới như vậy nhằm đối phó xung đột với Nga nếu nổ ra trong trường hợp khẩn cấp. Bốn nhóm tác chiến mới của NATO đã được thành lập để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Các nhóm này được triển khai ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia, bổ sung cho các nhóm chiến đấu hiện có ở Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan. Tất cả đều có biên giới chung với Nga. Theo người phát ngôn NATO Anna Lugeskiel, tại khu vực Đông Âu, hiện có 8 nhóm tác chiến của NATO với 10.000 quân so với 4 nhóm tác chiến với 5.000 quân hồi năm 2021. Một năm trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo liên minh quân sự này sẽ tăng số lượng binh sĩ sẵn sàng chiến đấu cao lên 300.000 quân. NATO tuyên bố 100.000 quân sẽ được triển khai trong vòng 10 ngày nếu nổ ra xung đột với Nga. Số còn lại sẵn sàng ra chiến trường một tháng sau đó. Tuy nhiên, theo các quan chức Đông Âu và khu vực Baltic, họ vẫn không biết quốc gia nào sẽ cung cấp binh sĩ cho kế hoạch của NATO hoặc trả tiền cho việc triển khai quân. Họ cũng không chắc chắn về việc liệu các binh sĩ có được triển khai kịp thời để đẩy lùi cuộc tấn công của Nga hay không. Trong khi đó, một số thành viên NATO nghi ngờ cam kết từ các đồng minh của họ về kế hoạch triển khai binh sĩ. Đức dẫn đầu nhóm tác chiến ở Lithuania, nhưng phản đối lời kêu gọi từ Vinius về việc triển khai một lữ đoàn thường trực ở đó. Thay vào đó, Berlin muốn giữ lại 6.000 quân ở lại Đức, nơi họ có thể được triển khai nếu cần. Theo nghiên cứu của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Châu Âu, được công bố trên trang web của ECFA, hầu hết công dân các quốc gia thành viên EU coi Hoa Kỳ là bạn hoặc ít nhất là đối tác của liên minh. Một cuộc khảo sát đã được thực hiện tại 11 quốc gia EU, ý kiến này được chia sẻ bởi 75% số người được hỏi và chỉ 11,5% có quan điểm ngược lại. Theo cuộc khảo sát, 3 phần tư người châu Âu đồng ý với quan điểm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về sự cần thiết của quyền tự chủ chiến lược trong các vấn đề quân sự đối với Mỹ. 74% số người được hỏi ủng hộ ý kiến cho rằng châu Âu không thể lúc nào cũng dựa vào Mỹ và châu Âu nên cần tự lo cho khả năng phòng thủ của mình. Đồng thời, chỉ có 8% số người được hỏi cho rằng EU luôn có thể tin tưởng vào sự bảo vệ của Hoa Kỳ. Trong khi đó, 64% người châu Âu coi Nga là đối địch hoặc đối thủ của việc thống nhất trong khi chỉ 23% số người được hỏi có quan điểm ngược lại. Trước đó nhà tư tưởng người Mỹ Noam Chomsky cho biết châu Âu có thể đối mặt với sự suy thoái nếu vẫn nằm trong quỹ đạo ảnh hưởng độc quyền của Mỹ và không khôi phục lại quan hệ với Nga, đối tác kinh tế tự nhiên của châu Âu ở phía đông. Châu Âu phải đối mặt với một quyết định quan trọng, có nên ở lại trong hệ thống do Mỹ thống trị, có khả năng phải đối mặt với sự suy thoái và phi công nghiệp hóa như một số dự đoán hay không? hay là bằng cách này hay cách khác thích ứng với đối tác kinh tế tự nhiên ở phía đông, nơi giàu tài nguyên khoáng sản mà châu Âu cần đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc nhiều lợi lộc. Ông Chomsky chia sẻ ý kiến với Sputnik. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Ít nhất hai người thiệt mạng cùng bốn người khác bị thương sau vụ xả súng tại bang Virginia, Mỹ vào hôm 6 tháng 6. Cảnh sát cho biết hung thủ của vụ xả súng là một nam thanh niên 19 tuổi. Hiện hung thủ này đã bị bắt giữ. Reuters đưa tin, một vụ xả súng kinh hoàng đã diễn ra tại buổi lễ tốt nghiệp trường trung học Hushnot ở thành phố Richmond, bang Virginia hôm 6 tháng 6 theo giờ địa phương. Vụ xả súng này khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Cảnh sát địa phương cho biết, hung thủ của vụ xả súng trên là một nam thanh niên 19 tuổi. Hắn được trang bị 4 khẩu súng và là người quen của ít nhất một nạn nhân. Hiện hung thủ đã bị bắt giữ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông, cảnh sát trưởng thành phố Richmond, Rick Edwards tiết lộ, hung thủ sẽ phải đối mặt với hai cáo buộc giết người cấp độ 2. Ông Edwards đồng thời gọi hành động của hung thủ là kinh tởm và hèn hạ. Bạo lực súng đạn đang ngày càng trở thành một vấn đề nghiêm trọng tại Mỹ. Theo Reuters, vụ việc hôm 6 tháng 6 là vụ bạo lực súng đạn thứ 279 được ghi nhận tại Mỹ chỉ trong năm nay. Trước đó, một vụ xả súng đã diễn ra tại trường tiểu học tư thục Convenant ở thành phố Nashville, bang Tennessee, Mỹ vào ngày 27 tháng 3. Vụ tấn công khiến ít nhất ba trẻ em cùng hai người lớn thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Trong bối cảnh tình trạng bạo lực súng đạn gia tăng, nhiều quan chức cao cấp, trong đó có tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng kêu gọi quốc hội nước này nhanh chóng siết chặt các đạo luật kiểm soát súng vốn được coi là vô cùng lỏng lẻo tại đây. Lo ngại nguy cơ an ninh quốc gia, chính phủ Anh hôm qua thông báo đang lên kế hoạch gỡ bỏ các thiết bị giám sát do Trung Quốc sản xuất khỏi các địa điểm nhạy cảm. Tuy vậy, thông báo không nêu cụ thể tên của các công ty sản xuất thiết bị trên. Chúng tôi cam kết sẽ công bố lại lịch trình loại bỏ các thiết bị giám sát do các công ty chịu ảnh hưởng của luật tình báo quốc gia Trung Quốc sản xuất khỏi các địa điểm nhạy cảm của các cơ quan chính phủ. Thông báo của chính phủ Anh hôm 7 tháng 6 nêu rõ, các nhà lập pháp Anh trước đó đã kêu gọi cấm bán và sử dụng camera an ninh của Hikvision và Dahua, hai công ty thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc, sản xuất vì lo ngại về quyền riêng tư. Bắc Kinh cho biết họ kiên quyết phản đối việc mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia để gây sức ép với các doanh nghiệp Trung Quốc. Dưới thời thủ tướng Rishi Sunak, nhà lãnh đạo có Trung Quốc là thách thức lớn nhất đối với an ninh thế giới. Chính phủ Anh vào năm ngoái đã yêu cầu các cơ quan ngừng lắp đặt camera giám sát có liên quan tới Trung Quốc tại các tòa nhà nhạy cảm. Anh đã cấm các nhân viên chính phủ cài ứng dụng mạng xã hội TikTok của Trung Quốc từ tháng 3 năm nay. Năm 2020, anh cũng thông báo sẽ cấm tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc, Huawei, tham gia mạng lưới 5G của Anh. Hãng Yunhap đưa tin, một nhóm tin tặc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thân cận với người đứng đầu đất nước, ông Kim Jong-un, đã bí mật theo dõi email của các cựu bộ trưởng Hàn Quốc trong vài tháng năm 2022, đồng thời đánh cắp thông tin cá nhân của các quan chức nước này. Theo cảnh sát Hàn Quốc, một tổ chức tin tặc của Triều Tiên có tên Kim Suki đứng sau một số lượng lớn email độc hại gửi tới các quan chức Hàn Quốc, trong đó có các nhà ngoại giao. Người phát ngôn của cảnh sát Hàn Quốc cho biết, Kim Suki đã gửi email độc hại tới 150 nhà ngoại giao và chuyên gia bảo mật từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2022 để khuyến khích họ truy cập các trang web lừa đảo bị tấn công. Đã xác nhận được Bắc Triều Tiên có dữ liệu của tổng cộng 9 người, 3 cựu quan chức cấp bộ và thứ trưởng, một quan chức chính phủ hiện tại, 4 chuyên gia và một phóng viên đã theo dõi các liên kết lừa đảo. Các tin tặc Kim Suki theo dõi dữ liệu được gửi từ tài khoản email của nạn nhân trong thời gian thực từ 4 đến 9 tháng. Họ đã đánh cắp tài liệu từ các email được gửi dưới dạng tệp đính kèm, những kẻ tấn công cũng lấy được số địa chỉ của các nạn nhân. Về phía mình, chiến lược an ninh quốc gia mới của Hàn Quốc xác định việc Triều Tiên tiếp tục nâng cao năng lực hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt khác chính là thách thức an ninh cấp bách nhất đối với Seoul. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol hôm 7 tháng 6 đã công bố chiến lược an ninh quốc gia, trong đó nhấn mạnh sự phát triển chương trình tên lửa hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa cấp bách nhất đối với Seoul. Chiến lược an ninh quốc gia mới gồm 107 trang theo bản tiếng Hàn và 150 trang bản tiếng Anh với chủ đề về một quốc gia chủ chốt toàn cầu vì tự do, hòa bình và thịnh vượng, đánh dấu lần đầu tiên sau 5 năm kể từ khi chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in công bố vào năm 2018. Chiến lược an ninh quốc gia mới ưu tiên vào việc củng cố liên minh Hàn-Mỹ, tăng cường hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật và thúc đẩy bình thường hóa quan hệ liên triều dựa trên các nguyên tắc Tài liệu xác định, việc Triều Tiên tiếp tục nâng cao năng lực hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt khác là thách thức an ninh cấp bách nhất mà Hàn Quốc phải đối mặt. Do đó, tài liệu nhấn mạnh, điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải tăng cường năng lực quốc phòng của quân đội và củng cố thế trận phòng thủ kết hợp Hàn-Mỹ mạnh mẽ. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế của TBJS nâng tầm kiến thức ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Nhớ ấn like, share và subscribe để nhận những thông báo mới nhất còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo